chúng ta là cố gắng phối hợp với chính quyền địa phương thần tương kê khai nhanh. Đó. Nếu có trường hợp nào mà gian lận trong kê khai, vừa rồi nói và bảo có một số trường hợp ai bảo phải nộp tiền mới kê khai được, thì đề nghị bà con là phản ứng lên. Chủ trương là không ai thu tiền năm lít. Bà anh vừa đây hoàn thành công tác rồi, chúng tôi sẽ tiến hành. Lúc nào xong báo với viên viên sẽ theo dõi và phát đáp kịp thời để người dân có nhà để có khăn khó ăn được. Còn một số ai khán nữa mà ở tầng đấy, đôi tầng đấy. Cuộc sống không được để người dân thiếu đói do phải ngừng đánh bắt hải sản. Thủ tướng cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương và Bộ Y tế cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ động phối hợp hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông hải sản chết bất thường tại các địa phương này, báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý nghiêm vi phạm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong cả nước chủ động tiến hành rà soát các dự án đầu tư trong các lĩnh vực, nhất là công nghiệp nặng, về công tác bảo vệ môi trường và đặc biệt là môi trường biển.